Ngô Kinh sao võ thuật với đôi chân tàn phế mang tiếng ăn bám vợ bị cả showbiz cô lập giờ ra sao? Ngô Kinh được biết đến là ngôi sao võ thuật châu Á và nhà làm phim thành công nhất nhì của giới điện ảnh Trung Quốc với hàng loạt tác phẩm đứng đầu về doanh thu phòng vé như Chiến Lang 2, Lưu Lạc Địa Cầu. Thế nhưng đằng sau hào quang của ông hoàng phòng vé là nỗi khổ ít ai biết được. Cao thủ võ thuật nhưng lại mang tiếng ăn bám vợ. Trước khi có được thành công như hiện tại, cuộc đời của Ngô Kinh chỉ có thể gói gọn trong hai từ đen đủi. Tham gia diễn xuất từ năm 21 tuổi, nhưng mãi đến khi bước sang tuổi tứ tuần, anh mới có được vị thế thực sự trong giới giải trí. Ngô Kinh sinh ra trong gia đình có gốc Mạn Châu, anh bị khuyết tật bẩm sinh thiếu nửa ngón tay cái. Từ khi lên 6 tuổi, anh đã được gia đình cho theo học võ thuật. Chỉ sau 2 năm luyện võ, Ngô Kinh đã đạt được giải quán quân của cuộc thi võ thuật. Tuy nhiên, giấc mộng trở thành một võ sư tài năng của Ngô Kinh bỗng chốc sụp đổ khi anh dính phải một chấn thương nghiêm trọng trong lúc thi đấu. Vì đau đớn và tuyệt vọng nên Ngô Kinh tự nhốt mình trong nhà gần 2 năm cho đến khi được sư phụ Ngô Bân giúp đỡ. Năm 1995, Ngô Kinh bắt đầu bén duyên với điện ảnh qua bộ phim Tân Thiếu Lâm Tự. Mặc dù tác phẩm không gây được tiếng vang như mong đợi, nhưng nó lại là chiếc phao cứu vớt chàng trai trẻ. Sau vai diễn đầu đời, Ngô Kinh lấy lại được sự tự tin và quyết định đi theo con đường diễn xuất chuyên nghiệp. Thế nhưng Ngô Kinh lại liên tiếp gặp nhiều chấn thương trên phim trường trong các pha hành động. Điều này trở thành rào cản ngăn chặn đà phát triển của anh, thậm chí có nguy cơ phải giã từ sự nghiệp. Mọi gánh nặng kinh tế lúc này đều đổ dồn lên vai vợ của nam diễn viên. Khi biết tin chồng mình có thể đối mặt với nguy cơ tán gia bại sản, Tạ Nam Chỉ nói, anh nhất định phải kiên trì với ước mơ của mình, cho dù thất bại, chúng ta vẫn có thể làm lại từ đầu. Nếu em không cho anh thực hiện ước mơ của mình, có lẽ cả đời này anh cũng chẳng vui vẻ gì. Vậy tiền để đó có ý nghĩa gì chứ? Vậy thì anh hãy quay phim đi. Ở chỗ em còn có một căn nhà nhỏ, thất bại thì em nuôi anh. Trong suốt 4 năm từ 2015 đến 2019, nam diễn viên chấp nhận đánh cược với số phận. Anh bán nhà bán xe để theo đuổi ước mơ làm phim điện ảnh. Cuối cùng các dự án Chiến Lang 1, 2 và Lưu Lạc Địa Cầu do anh đầu tư không chỉ thắng lớn về mặt doanh thu mà còn được đánh giá cao về mặt nội dung. Tuy mang tiếng ăn bám vợ nhiều năm nay nhưng Ngô Kinh lại rất tự hào và biết ơn vợ. Bạn bè đều nói tôi lấy được vợ tốt, đúng vậy, không thì người như tôi biết ăn bám vào ai đây. Hiện tại, Ngô Kinh là diễn viên được săn đón bậc nhất Trung Quốc. Anh là sự lựa chọn hàng đầu cho những dự án bom tấn có kinh phí sản xuất lớn. Theo Sohu, ngôi sao võ thuật kiến lịch đóng phim từ nay cho đến năm 2030. Có hơn 40 dự án điện ảnh lớn đang xếp hàng chờ Ngô Kinh. Mới đây, ngôi sao võ thuật châu Á cũng được chọn vào vai nam chính trong phần 2 của bộ phim thuộc thể loại phiêu lưu, khoa học viễn tưởng Made the Stretch, Cá Mập Siêu Bạo Chúa 2, Vượt Thẳm. Tài tử xác nhận thông tin góp mặt trong dự án bằng bức ảnh chụp cùng đạo diễn Ben Wheatley. Ở phần 1, bộ phim được đầu tư kinh phí trên 170 triệu đô la Mỹ, gần 3,9 nghìn tỷ đồng, thu về tổng doanh thu toàn cầu trên 530 triệu đô la Mỹ, hơn 12 nghìn tỷ đồng. Bị giới giải trí cô lập. Ở tuổi tứ tuần, vị thế của Ngô Kinh ở showbiz Trung Quốc hiện được đánh giá vượt qua tất cả các đàn anh tầm cỡ như Lý Liên Kiệt, Thành Long và cả Chân Tử Đan. Thành công đến nhanh và bất ngờ khiến nam diễn viên phải đối diện với cái nhìn khắt khe hơn từ đồng nghiệp trong giới và công chúng. Vốn là người bộc trực và không có tài ngoại giao, anh từng không ít lần xảy ra xích mích với đồng nghiệp trong giới. Theo QQ, trong quá trình quay phim Chiến Lang 2, anh đã có lời qua tiếng lại với nam diễn viên Trương Hàn. Nguồn tin cho biết vì là người nghiêm khắc và cầu toàn trong công việc nên Ngô Kinh cũng yêu cầu đồng nghiệp phải có tinh thần trách nhiệm cao. Không hài lòng với những biểu hiện của Trương Hàn trong quá trình quay phim nên Ngô Kinh đã có những lời phê bình thẳng thắn cũng như có ý định gạch tên ngôi sao Vườn Sao Băng ra khỏi các đợt quảng bá phim. Bất mãn với cách hành xử của đàn anh, Trương Hàn đã có những lời lẽ đáp trả cự cãi gay gắt trên phim trường, khiến mối quan hệ của cả hai ngày càng trở nên căng thẳng hơn. Hơn nữa, vốn là người kiệm lời, Ngô Kinh hiếm khi chia sẻ về đời tư và các mối quan hệ trên mặt báo. Nam tài tử không thường giao thiệp hay có một nhóm bạn thân nào trong làng giải trí, vì vậy mối quan hệ giữa anh và các đồng nghiệp được đánh giá là có phần xa cách. Trong quá khứ, khi đối diện với tin tức bị Chân Tử Đan ghét bỏ chơi xấu trên phim trường Sát Phá Lan, Ngô Kinh chọn cách dĩ hòa vi quý để đối đãi. Tuy nhiên, sau 13 năm im lặng, Ngô Kinh đã lên thẳng mặt báo đối đầu với tài tử Diệp Vấn, tôi sẵn sàng đối đầu. Đó cũng là câu nói khơi mào cho cuộc chiến ngầm của nam diễn viên với đàn anh. Chính vì vậy, không ít lần Ngô Kinh vướng phải tin đồn bị cả làng giải trí tẩy chay cô lập.